Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki Ninja ZX6R 2009 chính thức lộ diện với thay đổi về mặt thiết kế. Sau khi Kawasaki tung ra cái dòng sản phẩm hoàn thiện Kawasaki ZX6R 2009 vào tối hôm qua, và hôm nay cùng chúng tôi cùng theo dõi những chi tiết thay đổi nổi bật so với trước đó. Nhìn tổng thể về mặt chiếc xe, hình ảnh cũ kỹ của ZX6R trước đó đã được tháo bỏ, thay thế vào một cái đèn pha hoàn toàn mới, khá quen thuộc, dễ dàng nhận thấy nó từng xuất hiện trên cái dòng là Ninja 400 2008. Có chút khác biệt là ở bộ phận rem e ngay ở trung tâm. Nếu các bạn tinh ý sẽ nhận thấy cái bộ chắn bùn sau dựa trên thiết kế của dòng Ninja 2. Đèn đuôi được sửa đổi khá giống với cái dòng người đàn anh là ZX10R. Đèn pha cũng tương tự với người đàn em Ninja 400 2008. Đèn hậu đã thoát khỏi ảnh của chiếc ZX10R, chắn bùn sau phong cách của dòng Ninja 2. Động cơ vẫn giữ thông số là 4 xăng, 636cc. Những chi tiết thiết bị được lắp gần như nhau, cộng thêm cái bộ nồi chống trượt Liberus thay thế bằng ống xả mới để lọc khí thải được tốt hơn. Và bên cạnh đó, ZX6R 2009 còn nhận được rất nhiều tính năng mới, chẳng hạn như Power Boost, Traction Control và ABS, Twister, tất cả đều được đưa vào một cái màn hình hiển thị mới trên cái chiếc ZX6R. So với ZX6R 2008, thì cái chiếc ZX6R 2009 còn nhận được những điểm khác biệt như cái giảm xóc SFFBB đến từ Suwa, bình xăng với kiểu dáng hoàn toàn mới, cái bàn đạp đi hợp có thể điều chỉnh được và mang thiết kế để gót chân mới. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật trên cái chiếc Kawasaki ZX6R 2009. Cái động cơ là 4 xăng với dung tích 636cc, công suất từ 129,2 hp xuống còn 128 hp tại vòng tua máy 13.500 vòng/phút. Moment xoắn cực đại là 70 Nm tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút đến 16.000 vòng/phút. Kawasaki ZX6R 2009 sẽ bao gồm hai cái màu lựa chọn, gồm có xanh và đen. Cảm ơn các bạn theo dõi này là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.